Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách backup SQL Server. Những dữ liệu trên SQL Server thì anh em biết là nó cực kỳ quan trọng trong những trường hợp chẳng hạn như server của anh em bị vấn đề ổ cứng, nó bị hư ngang, và nhất là những cái máy server nó hoạt động 24/24 như thế này thì những cái rủi ro ổ cứng hư nó cũng là một cái rủi ro khá là lớn, và trong khi những dữ liệu này rất quan trọng thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách backup tự động cũng như là sync lên Google Drive tự động. Bị sự cố thì chúng ta còn một cái phương án để mà có thể restore lại. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ vào run, anh em gõ vào services.msc. ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến SQL Service Agent, chúng ta chạy dịch vụ này lên. Đây, nó đây, SQL Service Agent hiện tại thấy status nó đang để trống nè. Bây giờ chúng ta sẽ chuột phải vào store. Đây, dịch vụ này running nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở Microsoft SQL Server Management Studio. Anh em đến phần management, chúng ta chuột phải vào maintenance plan này. Chọn Maintenance Plan Wizard, Next. Đầu tiên chúng ta sẽ gõ tên, chẳng hạn như là Backup Server VChannel. Ở phía dưới đây anh em sẽ chọn vào Single Schedule for Entire Plan or No Schedule. Cái phần Schedule này quan trọng, anh em sẽ nhấn vào Change. Đây là cái phần thiết lập để cho nó tự động backup sau chu kỳ bao nhiêu. Chẳng hạn như trường hợp của mình là mình sẽ backup hàng ngày luôn. Và cái thời điểm backup mình sẽ chọn là 12 giờ khuya, rảnh rỗi nhất, ít client truy cập nhất. Thì nhấn vào OK. Tiếp theo chúng ta nhấn Next. Có hai cái mục quan trọng ở đây, anh em sẽ chọn Backup Database Full và Maintaining Cleanup Task. Ta nhấn Next. Tiếp theo ở mục Select the order for the task to execute, anh em sẽ chọn Backup Database Full. Next. Tab General ở mục Database, anh em sẽ chọn vào những cái database anh em cần backup. Chẳng hạn như mình thì mình sẽ chọn tất cả luôn. Rồi tiếp theo Destination, chúng ta sẽ chọn vào folder cần sao lưu những cái dữ liệu này ra. Chẳng hạn như đây mình chọn vào, mình sẽ tạo một cái folder riêng để chứa những dữ liệu backup này. Chẳng hạn như đây mình sẽ đặt tên là VChannel Server Backup. Rồi bây giờ trong destination này mình sẽ chọn vào folder này. Đây. Ok. Rồi phần option, chúng ta set backup compression, mình sẽ chọn là compress để nén những dữ liệu này lại. Next. Tiếp theo define, mình sẽ chọn mục delete file for following type, mình sẽ chọn vào backup file. Phần search folder delete file database on attention, mình sẽ chọn ngay vào folder lúc nãy. Và delete file database on the edge of the file at task runtime. Cái mục này nó sẽ quyết định cái thời gian bao nhiêu lâu là nó sẽ xóa những dữ liệu backup cũ. Dữ liệu này backup hàng ngày, nếu mà chúng ta không chọn vào nó tự động xóa thì không bao lâu nó sẽ đầy ổ cứng chúng ta. Thì ở đây sẽ cho phép chúng ta xóa tự động. Chẳng hạn như mình chọn trường hợp này là một tuần nó sẽ xóa đi. Chọn xuống là days. Rồi write report, nó sẽ báo cáo. Đây là cái file báo cáo mình cũng sẽ để vào đây luôn. Ok, next. Rồi finish là xong. Rồi thành công. Đây anh em thấy là sẽ ra được backup server VChannel đây nè. Bây giờ chúng ta cần khởi động cái job này lên bằng cách vào SQL Server Agent. Anh em thấy phần job nè. Đây, nó sẽ có cái job của chúng ta đây. Khởi động cái job này. Rồi, cái job đã được khởi động thành công nè. Bây giờ mình sẽ vào cái folder này anh em thấy đây. Đây, nó đã tự động tạo cho chúng ta những cái file backup toàn bộ cơ sở dữ liệu trên server chúng ta. Trong những trường hợp mà bị vấn đề thì chúng ta chỉ việc restore những cái file server này ra là xong. Bước tiếp theo nữa là những cái dữ liệu này nè, nó vẫn còn nằm trên ổ cứng EOC này ha. Bây giờ mình sẽ sync toàn bộ dữ liệu này lên cloud, và cụ thể đó là Google Cloud. Mình sẽ download Google Drive về để cài đặt như phần mềm bình thường thôi. Khi cài được Google Drive thì chúng ta sẽ chỉ định cho Google Drive nó sync nguyên folder này là xong. Ok, cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.